Chào mọi người nha. Bữa nay cô Hai sẽ chia sẻ cách trộn bột để làm bánh canh sắt nha các bạn. Thì bây giờ bắt đầu trộn bột ha. Thì cách trộn bột của cô Hai rất đơn giản các bạn. Thì đây có 200g bột năng, 200g bột gạo, 100g bột mì ha. Mình sẽ nấu nước ấm thôi, mình trộn ha, mình pha vô ha. Nước đừng có nóng nha các bạn. Nước ấm ấm vừa vừa thôi. Giờ mình cho bột vô ha. Mình cho tất cả. Hai trăm gram bột gạo, 200g bột năng, 100g bột mì. Tất cả mình trộn lộn với nhau ha. Như đây thì tổng cộng nửa ký bột các bạn. Mình sẽ nấu cho gia đình ăn là 4 người, 5 người ha. Nếu các bạn muốn nấu nhiều người ăn thì các bạn thì nhân lên ha. Rồi mình cho vô đây tí muối ha. Với lại dầu ăn. Dầu ăn với lại muối. Nước giờ nó nóng lên rồi mình cho nước vô các bạn. Mình vừa cho vừa quậy nha. Mình vừa trộn. Đừng có để nhiều nước quá. Nước nó cũng nóng nha các bạn, không có được dùng tay nha. Mình dùng cái muỗng và cái chài vậy á. Mình trộn. Mình đổ nước mình cũng canh ha. Mình canh đừng có để mà nó nhiều nước quá. Mình cho nước vừa đủ và mình lấy tay mình nhồi nha các bạn. Các bạn xem nha, nếu mà nóng quá thì các bạn để nguội một tí nha. Còn nếu như mà nó nguội nguội thì mình nhồi luôn. Còn nếu như nó nóng thì mình để cho nó nguội nha, chứ mình nhồi phỏng tay. Cái này của cô Hai nó cũng nóng vừa vừa chứ không nóng quá. Rồi mình nhồi. Mình nhồi cho bột nó mịn á. Mình nhồi khoảng 5 phút, 10 phút các bạn thì mình để ra cho bột nghỉ. Mình sẽ đi nấu với nước súp với lại nước luộc bánh canh ha. Đây thì mình để ra cho nó nghỉ. Mình chuẩn bị một chén bột năng các bạn, để chúng mình làm bột áo để mình rắc lên mình sắc bánh canh không có dính. Giờ mình sẽ đập tỏi, mình thử tỏi mình xào thịt ha. Mình chuẩn bị thêm củ hành tím các bạn, củ lớn chúng mình xào thịt mình bỏ vô ha cho nó thơm. Còn cái này chúng mình phi lên để mình nấu bánh canh xong mình bỏ lên trên mặt đó các bạn. Giờ mình bắt đầu làm ha. Giờ mình xào thịt gà ha các bạn. Đây khoảng nửa con gà các bạn với 200g thịt heo ha. Cô Hai nấu hai loại thịt. Tùy theo các bạn thích thịt ít thịt nhiều ha. Các bạn muốn bỏ thịt nhiều thịt ít thì tùy theo ha. Cô Hai thì cô Hai bỏ nhiều đây. Cho dầu vô. Xăng thịt gà, các bạn thịt gà mình đã ướp rồi ha. Thì thịt cô Hai có hai cách nấu ha. Một cách thì mình luộc gà qua rồi mình xé thịt ra sợi ha. Còn cái này là cô Hai chặt nguyên miếng ha. Một cách là mình luộc gà rồi mình xé thịt nó ra ha. Còn cách này là mình chặt thịt gà ra rồi mình xào. Là có hai cách thôi các bạn. Các bạn thích cách nào thì các bạn làm cách đó ha. Cách nào cũng được hết.
giờ mình chuẩn bị sắp bánh canh nha các bạn ơi. Mình nhồi thêm tí nữa ha, lớp bột lên thớt nha các bạn. Mình sẽ nắn cái bột cho nó dị dày ra. Mình kéo ra nha. Cục bột bự quá, cán hết tấm thớt luôn rồi. Sắt ra mình bỏ vô liền các bạn, mình bỏ vô nồi nước sôi mình luộc luôn. Sắt xong rồi mình luộc ha các bạn. Mình luộc ở bên đây xong rồi mình đem qua bên đây bỏ vô nồi nước lèo ha. Thì bỏ qua bên đây mình nêm nếm xong chỉ cần nó chín là mình thưởng thức được rồi ha. Đây các bạn. Cọng bánh canh nó chín, nó trong cái cọng bánh canh á. Chín ha. Nó còn trắng quá là bột nó chưa chín đó các bạn. Nó mềm mịn. Nó mềm mịn là nó chín ha. Mình luộc mình nấu cái bánh canh này khoảng nửa tiếng các bạn nó mới chín ha. Khi nó chín mình để nguội. Mình để nguội một tí mình hãy ăn ha các bạn. Là bột nó sẽ mềm, nó sẽ mịn ha. Bánh canh nó chín nè các bạn ơi, thấy còn bánh canh nó trong, nó trắng, nó mịn. Vậy là nó chín hả các bạn. Giờ mình sẽ cho hành phi vô ha. Của hành tím mình phi hồi nãy cho vô nè. Cho cái này vô nó mới ngon các bạn ơi, nó mới thơm. Rồi mình tắt lửa luôn ha. Tắt lửa luôn. Mình đậy nắp lại luôn ha. Mình để đây khoảng 50 phút. 50 phút thì mình hãy ăn ha các bạn. Tại giờ nó còn nóng, cọng bánh canh nó chưa có mịn được. Nó nguội bớt các cọng bánh canh nó mới mềm, mới mịn lại ha. Mình nấu chín rồi mình để đây cho nó nguội bớt nha các bạn. Chứ không có ăn liền nha, ăn liền thì cọng bánh canh không có mềm đâu. Mình để cho nó nguội bớt rồi á, cọng bánh canh nó mới mềm lại. Còn nóng quá là cọng bánh canh nó chưa có mềm đâu, nó còn cứng. Các bạn thấy cọng bánh canh không? Cọng bánh canh nó rất là dai luôn. Cô Hai làm rất là đơn giản luôn các bạn. Chỉ cần nhồi bột vậy là mình sắt ra cái mình bỏ vô nồi nước mình luộc ha. Mình luộc xong rồi mình mới cho vào cái nồi nước lèo này. Là mình nêm nếm xong rồi á, mình nấu khoảng nửa tiếng hơn thì nó chín á. Rồi mình bỏ hành phi rồi vô ha, cái mình tắt lửa mình để đây khoảng 10 phút.
nguội bớt các bạn, cho nó nguội bớt cái bán cầu bánh canh của mình nó sẽ mềm sẽ mịn. Đây Khoa đã chuẩn bị rồi thì hành phi ha, rồi hành với ngò sắc rồi, bắp cải bào á các bạn, không bào thì các bạn sắc cũng được ha, với lại ớt, tiêu, chút mình múc ra thưởng thức ha các bạn. Thì bắt đầu mình làm một tô ha các bạn. Thì quê mình là bánh canh sắt là ăn với lại bắp cải ha. Đó, bắp cải. Thì mình sẽ múc bánh canh ra. Cái bánh canh này các bạn nấu nước hơi nhiều tí ha các bạn, tại vì nó nguội á. Nó nguội nó sẽ nở ra. Nó nở hết nước luôn á. Cho nên các bạn nấu phải trừ hao nước ha. Đừng có sợ nước nhiều. Giờ nó còn nóng á, nó chưa có nở đâu, nó nguội ra nó nở là hết nước luôn á. Tại vì cô Hai nấu thường xuyên cô Hai biết. Bây giờ nó còn nóng á, nó chưa có nở đâu. Cộng bánh canh nó cũng cứng nữa. Khi mà nó nguội bớt rồi á, cộng bánh canh nó sẽ nở ra rồi nó sẽ mềm. Cho nên các bạn nấu phải trừ hao nước ha. Thích ăn giò cho nhiều giò. Giờ mình sẽ cho ngò gai ha các bạn. Với lại hành. Quê cô Hai là bánh canh là có ngò gai ha. Tiêu lên nè. Rồi mình cho mình sấy lên ha. Ớt lên nè. Rồi cái món bánh canh đã xong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà cùng gia đình ăn nha. Đây cho cô Tí, đây là của cô Hai ha. Đây là của ông xã. Xin mời cả nhà cùng ăn nha. Ngon quá cả nhà ơi. Còn bánh canh nó dài dài ngon. Lâu lắm rồi mới nấu. Lâu mới nấu ăn là ngon cả nhà ơi. Nấu với thịt gà, thịt heo gì cũng được hết cả nhà. Thích ăn thịt gì thì mình nấu thịt đó. Gửi heo cũng được á. Chanh dây cũng nhà cầu. Clip của Hai tới đây, Hai cũng xin được kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy Hai thấy thích thì các bạn cho Hai xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ của Hai. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.